Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng theo mình top 10 chăn hoa giá rẻ mà các anh em phải có. Nếu như chúng ta là một người không quá dư dả về mặt tài chính, hỏa lực không phải là quá mạnh, thế nhưng chúng ta vẫn có một niềm đam mê bất tận về thế giới mùi hương, thì cái video này của mình sẽ dành riêng đến cho các anh em đang bị tình trạng như thế. Chỉ cần sở hữu 10 chăn hoa này thì chúng ta cũng đã có những cái mùi hương độc đáo, nịnh mũi, và tất nhiên rồi, giá thì không phải là quá đắt. Ok, let's go. Và nếu như có thể thì mình rất là các anh em, hy vọng các anh em hãy click vào cái đường link mình để phần mô tả để có thể ủng hộ mình một vài sản phẩm. Mình cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay, 10 chai nước hoa giá rẻ mà các anh em phải có. Ok, chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm rất là phổ biến, và theo như lời của Jeremy Fragrance, nó luôn luôn làm top seller trên Amazon, đó là Nautica Voyage. Đây là một cái mùi hương không phải là, nói thế nào, trong cái điều kiện mùa hè khoảng 30 độ nó hết sức bình thường, nó không có một cái gì để mà ấn tượng lại, thậm chí là còn nhiều mùi hương xuất sắc hơn nó, ví dụ như là Acqua di Gio Profumo, Terra Immense, đấy là những mùi hương xuất sắc hơn nó vào khoảng tầm 30 độ. Thế nhưng tầm 35 độ mùa hè ở Việt Nam, đặc biệt là trong những cái tháng 7, 8, 9 nắng nóng cao điểm, thì nó là một ông vua. Mình luôn luôn nhận được những lời khen khi mà xịt Nautica Voyage vào những cái tháng hè nắng nóng đỉnh điểm ở Việt Nam. Do đó là vị số 10 mình đặc biệt muốn giới thiệu anh em một chai nước hoa chuyên dùng để trong mùa hè. Đặc biệt mình nhấn mạnh lại là mùa hè ở Việt Nam, Nautica Voyage đó. Ở vị trí số 9, đó là một sản phẩm của nhà Perry Ellis và nó có tên là 360 Red. Mùi hương này mình nói rất là ngắn gọn là nó có nét tương đồng với Acqua di Gio, và Acqua di Gio luôn luôn là một trong những best seller mùi hương nước hoa nam dành cho mùa hè. Với cái mùi hương có cái nét tương đồng, mình nghĩ rằng nó phải đến 95% và độ bám tỏa được nâng cấp lên rất là nhiều, thì Perry Ellis 360 Red xứng đáng là một trong những chai nước hoa mà anh em cần nên có cho những cái mùi hương dùng cho mùa hè đó. Ở vị trí số 8, đó là một sản phẩm của nhà Rochas và nó có tên là Rochas Man. Mỗi lần mình nhìn cái chai nước hoa này mình luôn cảm thấy nó có một cái gì nó khá là buồn cười. Ok, quay trở lại với mùi hương của chai nước hoa này. Thực tế mà nói thì nốt cà phê không phải là được nhiều nhà nước hoa sử dụng một cách thuần thục, kể cả nhà nước hoa niche. Và nếu như các anh em thích một cái mùi hương của cappuccino và chúng ta không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền, thì Rochas Man chính xác là cái mùi hương như thế. Một cái mùi hương thơm ngậy của cappuccino rất là ok. Vào cái thời điểm mùa thu hơi se se lạnh mà chúng ta xịt cái mùi hương này vào buổi tối, vì bám tỏa mùi hương này không phải là quá xuất sắc, nó hơi kém một chút. Thế nhưng nếu như vào trời mùa thu hơi se se lạnh và chúng ta xịt chai nước hoa này vào buổi tối thì rất là sexy, rất là thu hút. Đó, ở vị trí số 7, Rochas Man. Ở vị trí số 6, đấy là một sản phẩm của nhà Bentley, chắc chắn rồi, Bentley Intense for Man, James Bond của nước hoa. Với cái mùi hương của gia thuộc, của quý ông lịch lãm, chắc chắn là các anh em nào nếu yêu thích một cái phong cách classic man, ok, lịch lãm và classic, và chúng ta có thể là lương lậu nó cũng hơi kém một chút, thì Bentley Intense chính xác là cái mùi hương mà chúng ta hoàn toàn xịt và mọi người sẽ tưởng nhầm rằng đó là một mùi hương đắt tiền nếu như các anh em đang ưa chuộng một phong cách classic. Do đó ở vị trí số 19, 8, 7, Bentley Intense for Man đó. Ở vị trí số 6, đó là một sản phẩm của nhà Lacoste Blanc. Đây là cái mùi hương, nếu như mà chúng ta xịt vào mùa lạnh thì nó gây một cái cảm giác hơi nhức đầu khi mà ngửi. Đấy là cái cảm nhận của mình và một vài người nữa. Thế nhưng nếu như ở mùa hè mà chúng ta cần một cái mùi hương cho tập đi tập gym, đi cà phê, đi làm, hoặc là bất kỳ một cái dịp nào đó mà chúng ta đi giao lưu, thì Lacoste chính xác là cái mùi hương như thế, rất là đa dụng, rất là nam tính, năng động và sport. Do đó ở vị số 6 mình rất là đặc biệt giới thiệu anh em một sản phẩm của nhà Lacoste đó.
Ở vị trí số 5, đó là một sản phẩm của nhà Charlie. Chăn hoa này mình nghĩ rằng đến hiện tại thì rất là khó để tìm. Thế nhưng nó xứng đáng có trong cái list chăn hoa giá rẻ mà chúng ta cần phải có. Đó là Charlie Citrus and Oud. Nếu như các anh em nào yêu thích cái mùi hương cay nồng của tiêu và vetiver rất là nổi tiếng trong chai Trinidad Immense, nhưng có thể là nó hơi điểm yếu của cái chai của nhà Hermes thì đôi khi là nó gây cho mọi người cảm giác nó hơi ngái, hơi khó chịu. Thì ở chai nước hoa này, Charlie, nó đã là một bản nâng cấp rất là xứng đáng với mùi hương tròn trịa hơn, mềm mại hơn. Và một cái nữa, đó là khó mua hơn. Cách đây vài năm thì mình thấy nó cũng không phải là quá khó, thế nhưng đến hiện tại bây giờ thì rất là khó mua chai nước hoa này. Nhưng mình luôn luôn cho rằng nó là một trong những chai nước hoa giá rẻ, xứng đáng phải có trong list đó. Charlie Citrus and Oud. Ok, đó là vị trí số 5. Ở vị trí số 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ok, ở vị trí số 4, đó là một sản phẩm của nhà Hanian Mori và nó có tên HM. Nếu như các anh em cần một cái mùi hương niche, không đụng hàng, độc đáo và rất là cá tính, thực sự là mình cho rằng nếu như các anh em nào xịt mùi hương này cũng phải có một cái sự tự tin cũng rất là lớn. Khá là lớn, bởi vì đây là cái mùi hương không hề là cho lần đầu tiên thì là hơi khó khăn đối với các anh em. Thế nhưng mình nghĩ rằng nếu mà chúng ta cần một cái mùi hương độc đáo và không đụng hàng với bất kỳ một chai nước hoa nào, đặc biệt là giá lại mềm, thì Hanian Mori xứng đáng là chai nước hoa cần phải có, với cái mùi của lý chua đen và một chút kem hơi ngậy một chút, khá là độc đáo và không đụng hàng. Tất nhiên, nhưng mà tất nhiên thì nó cũng như mình đã nói, nó không hề dễ dàng cho lần đầu tiên, cho nên là chúng ta sẽ cần có thời gian để thẩm mùi hương chai nước hoa này. Nhưng mà nó cũng, mình nghĩ rằng nó cũng khá là thú vị. Nếu như các anh em nào cần một cái mùi hương giống như những sản phẩm của niche hay là indie, đó ở vị trí số 4, Hanian Mori HM. Ở vị trí số 3, chắc chắn rồi, sản phẩm của nhà Salvatore Ferragamo F Black, được chế tạo bởi perfumer Olivier Paul, hiện tại đang làm cho nhà Chanel. Chỉ cần cái tên tuổi của ông này thì cũng đã nói lên cái chất lượng mùi hương của Salvatore Ferragamo F Black. Và luôn luôn là một cái mùi hương rất là nam tính và xứng đáng đến từng xu mà chúng ta sẽ bỏ ra để sở hữu chai nước hoa này. Ở đó là vị số 3, F Black. Ở vị trí số 2, đó là một sản phẩm của nhà Banana Republic và nó có tên là Tobacco and Tonkabin. Đối với cá nhân của mình, đây là một trong những mùi hương thuốc lá xuất sắc, gọi là dùng từ xuất sắc, và xứng đáng là một trong, nếu như có một cái list 10 chai nước hoa thuốc lá thì Tobacco and Tonkabin phải luôn luôn có nằm trong cái list đấy. Đó, đấy là tất cả những cái gì mình nói về mùi hương chai nước hoa này. Ở vị trí số 2, một sản phẩm của nhà Banana Republic. Và cuối cùng, ở vị trí số 1, chai nước hoa này thì phải gọi là xứng đáng ngang tầm với những chai nước hoa siêu đắt hoặc là những cái chai nước hoa xuất sắc của niche và indie, Lalique and Cremonaya. Một mùi hương rất là xuất sắc. Bất kỳ một anh em nào yêu thích một cái phong cách của old school, những người có cái ngoài niệm cổ, những người có cái suy nghĩ thuộc về thế hệ cũ, thì Lalique and Cremonaya là cái mùi hương như thế, rất xứng đáng với số tiền mà chúng ta bỏ ra để sở hữu chai nước hoa này. Đó, thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 10 chai nước hoa giá rất là mềm mại. Đôi khi nó có thể đắt lên, thế nhưng về cơ bản giá của nó khá là mềm. Nhưng chúng ta, mình nghĩ rằng phải có những chai nước hoa như thế. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị thì đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.